Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng run rẩy dẫn thơ bất dại thêm khôn. Sau khi trở lại truyền thông ngay trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được truyền thông trong nước đưa tin là đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mùng 3 tháng 9 tại trụ sở Trung ương Đảng. Tại đây, ông Trọng đã trích tứ thơ của cố nhà thơ cách mạng Tố Hữu để khuyến khích các lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh không sợ khuyết điểm. Nhắc đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng nói việc xử lý cán bộ sai phạm là đau xót. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 tháng 9 năm 2020. Nhưng ông khẳng định việc đó là việc phải làm, vì làm là để có khí thế vươn lên, chứ không phải nhụt chí đi hay co lại không dám làm vì sợ khuyết điểm. Người đảng viên Đảng Cộng sản không sợ khuyết điểm. Mỗi lần ngã là một lần bớt dại để thêm khôn một chút nữa trong người. Câu thơ trên đã được ông Nguyễn Phú Trọng trích trong bài thơ Dậy mà đi của ông Tố Hữu với nội dung đầy đủ như sau. Chân có ngã thì lại đứng lên, thua ván này ta đem bảy ván khác, có can chi miễn được cuộc sau cùng. Dậy mà đi, hy vọng sẽ thành công. Rút kinh nghiệm ở bao lần thất bại, một lần ngã là một lần bớt dại để thêm khôn một chút nữa trong người. Dậy mà đi, hỡi bạn dân nghèo. Bài thơ nằm trong tập thơ Từ ấy được ông Tố Hữu sáng tác vào năm 1941, khi Đảng Cộng sản Việt Nam chưa nắm quyền lãnh đạo đất nước và đối tượng của lời kêu gọi là dân nghèo. Còn ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam với gần 5 triệu đảng viên là lực lượng chính trị thống trị duy nhất ở quốc gia 97 triệu dân và là đối tượng của lời phát biểu gồm phần trích thơ của ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu ra chính là các quan chức đang làm việc trong hệ thống chính trị. Và ngay lập tức, lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Đây là hình ảnh lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào tháng 2 năm 2020. Trên Facebook, Việt Tân có bài viết mang tựa đề Ngã vài lần đất nước sẽ tan hoang. Để bình luận về sự kiện này, trang này viết như sau. Và với quan niệm như thế, người dân đã từng thấy những lỗi lầm của đảng viên dù nhỏ hay lớn đều thất thoát ngân sách lên đến hàng tỷ bạc, cũng đều được xử các biện pháp nhẹ như đùa từ kỷ luật đến rút kinh nghiệm và thuyên chuyển mà thôi. Lỗi lầm mà được đảng dung túng như thế, sợi dây kinh nghiệm sẽ rút hoài không dứt và cứ ngã vài lần đất nước sẽ tan hoang. Đất nước cần có những người tài giỏi, có tầm, có tâm trong vùng máy quốc gia, chứ không chỉ dựa lên những tên dại, bất tài để rồi té vài lần mới khôn thì lúc đó đất nước còn lại những gì. Đất nước đâu phải là một thí điểm để đảng thừa người, ông Trọng cần coi lại về lời nói của ông. Bài viết nhận được sự đồng tình của nhiều cư dân mạng, có ý kiến cho rằng đất nước này, dân tộc này không phải là quyển giấy nháp để cho những cán bộ thể hiện năng lực yếu kém, để rồi sai đâu sửa đấy và càng sửa thì càng sai. Một người dùng tên là Văn Hiển bình luận trên mạng như sau. Mỗi ông quan ngã một lần, từ đời ông sang đời cha, từ đời cha sang đời con, hết đời con qua đời cháu, xong đời cháu truyền xuống đời chắt. Cả 90 năm nay quan chức Cộng sản cứ thay phiên nhau ngã mà có thấy khôn ra chút nào đâu. Càng ngày càng lú thêm thì đúng hơn. Khổ nỗi quan ngã nhưng đau thì dân phải hứng chịu. Bởi mỗi lần ngã là cả ngàn tỷ thất thoát, mà tiền ở đây là ngân sách nhà nước do dân đóng thuế mà ra. Còn Facebooker Nguyễn Đăng Hải thì cho rằng nhà lãnh đạo đảng, nguyên thủ quốc gia đang xui dại thuộc cấp. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đi thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch vào sáng ngày 1 tháng 9, nhân kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 trong bộ dạng của một người đang ốm nặng. Ông Hải viết tiếp như sau. Mỗi lần ngã là một lần vào lò đó bác. Nếu may mắn thoát vào lò thì cũng tốn vài triệu đô tiền chạy án. Còn ở cấp cơ sở thì cũng phải vài trăm triệu. Còn nhân dân thì mỗi lần anh em ngã, mắc khuyết điểm là một lần vỡ mồm, không mất đất thì cũng mất khối thứ khác. Bác cứ dạy anh em mặt trơ chán bóng, vứt hết sĩ diện xấu hổ thế là không hay lắm. Ai đời biết sai, biết khuyết điểm mà cứ làm, không cần sợ thì khác gì đa cấp. Phát biểu này của lãnh đạo tối cao Việt Nam được nhiều người đánh giá là hồ đồ và liên hệ với tình hình sức khỏe của ông thời gian gần đây. Trong lần xuất hiện vào hôm 1 tháng 9 năm 2020, được chụp ảnh và ghi hình để phát trên truyền hình toàn quốc, thì nhân dân cả nước đều thấy ông Nguyễn Phú Trọng đang trong tình trạng đi lập cập, dáng vẻ chậm chạp, thần thái hết sức mệt mỏi.
nhiều người cho rằng ông đang ở tình trạng không đủ minh mẫn, tỉnh táo, dẫn đến nói nhiều, nói dai, thành ra nói dại. Và giờ đây, trong con mắt của người dân Việt Nam, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dường như gắn liền với những hình ảnh đi lại giật dẹo, có nói những lý luận hết sức sáo rỗng và ngày càng nhấc lên đặt xuống đống củi để chọn lựa cho vào lò. Và được biết, vốn chỉ tốt nghiệp khoa văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, nên ông Nguyễn Phú Trọng thường hay trích dẫn những câu thơ nổi tiếng để làm phong phú thêm cho thông điệp chính trị của ông ở cương vị lãnh đạo mà thôi. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng đọc thơ chúc Tết Canh Tý vào năm 2020. Vào hồi năm 2006, khi lên nhậm chức Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944 đã ngẫu hứng lẩy hai câu kiều như sau. Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn, khuôn xanh biết có vuông tròn hay không? Đây là câu 411 và 412 trong truyện Kiều mô tả tâm sự của nàng Kiều nhún nhường trước lời khen và tỏ tình của Kim Trọng ở Vườn Thúy. Đến tháng 10 năm 2018, sau khi tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước, ông đã kể lại một cách rất tình cảm về chuyện lẩy Kiều 12 năm trước. Ông nói khi đó, ông có tâm trạng vừa mừng vừa lo và cho rằng tình hình đất nước 12 năm sau khiến ông có phần lo lắng hơn. Ấy vậy mà chỉ hơn một năm sau, khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo hàng đầu trong hệ thống chính trị Việt Nam, trong thơ chúc Tết Canh Tý năm 2020, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tự hào thông báo với đồng bào cả nước rằng: "Học theo thơ Bác Hồ, tôi lại nôm na xin có mấy vần như sau. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay cả nước chắc càng thắng to. Hòa bình, hạnh phúc, ấm no, rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam." Còn vào ngày 29 tháng 1 năm 2018, tại lễ trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho mình, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã trích thơ của Tố Hữu để minh chứng cho sự khiêm tốn của con người cộng sản. Đây là hình ảnh Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên thường trực Ban Bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Quốc Vượng gắn huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho ông Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ông nói: "Tất cả những gì tôi làm được là vô cùng nhỏ bé so với sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, sự kèm cặp chỉ bảo của các đồng chí đi trước, sự ủng hộ, cộng tác, giúp đỡ của các đồng chí đồng nghiệp, sự động viên, ủng hộ của nhân dân." Ông cũng đã dẫn câu thơ của Tố Hữu: "Đã vay dòng máu thơm thiên cổ, phải trả ta cho mạch giống nòi", để nói rằng ông chưa làm được gì nhiều. Trong khi đó, tại buổi lễ đã dành vô vàn những lời tán dương cho giáo sư Nguyễn Phú Trọng, chắc rằng ông cùng tập thể xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt qua mọi khó khăn. Ông là tấm gương sáng tiêu biểu cho cán bộ đảng viên noi theo. Và mới đây, vào hồi cuối tháng 4 vừa qua, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã lưu ý các thành viên của tiểu ban nhân sự và tổ giúp việc phải làm những cán bộ thật sự tin cậy, tuyệt đối trung thành, trung thực, trong sáng và công tâm, khách quan, đặc biệt phải là rất tỉnh táo, tinh tường, đừng nhìn gà hóa quốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín, đừng chỉ thấy cái mã bên ngoài nó che đậy cái sơ sài bên trong. Sau đó, việc đừng lấy thấy đỏ mà chín đã được vận dụng mạnh mẽ vào công tác cán bộ và được truyền thông và tuyên giáo trong nước tán dương hết lời về tầm nhìn của vị sĩ phu Bắc Hà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2020 với bản tin Nguyễn Phú Trọng run rẩy dẫn thơ bớt dại thêm khôn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.